Chào quý vị, hôm nay Điện máy Minh Khoa xin được phép giới thiệu một em Mitsubishi Quản Lừng gang sắt các bạn nhé. Mình xin giới thiệu đây một em cánh màu xanh, cánh 300 bạn nhé. Lừng gang sắt rất chi là đẹp. Đấy. Lồng vẫn còn mới lắm các bạn ạ. Đấy. Đấy, các bạn nhìn nhé. Đây là một em Mitsubishi đấy. Living fan nhé. Đấy. Các chức năng của nó đây các bạn nhé, có hai núm này, một núm điều chỉnh góc quay này, một núm thời gian này, và một cái tay quay cuốn dây này, và một nút điều khiển này, như điều khiển lên xuống của lửng các bạn nhé. Số có 3 số, rất chi là đẹp và hữu ích các bạn nhé. Đấy. Đấy, quạt vẫn đang chạy rất là mượt các bạn nhé. Đây, đây đằng sau của quạt như các bạn nhé. Đấy, rất chi là ok các bạn nhé, lồng rất sáng bóng. Đấy, ok nhé các bạn nhé. Đấy, rất chi là ok. Có núm điều chỉnh góc của lồng và cả quạt các bạn nhé. Đây mình bật cho các bạn xem. Đấy, rất chi đây. Đấy. Quạt đang ở chế độ quay các bạn nhé. Đấy. Mình đang để chế độ quay góc 60 độ này. Chỉ là mát chưa. Đấy, mình bây giờ mình để chế độ quay 120 cho các bạn xem này. Đấy. Quạt quay tít mù đây mới số 1 thôi các bạn nhé. Ok, bây giờ mình cho chế độ là chế độ đứng này. Đấy. Đứng luôn. Đấy, đứng chưa? Đấy, đứng luôn đấy các bạn ạ. Đấy, đứng rồi. Đấy. Đang cho chế độ đứng các bạn nhé. Đấy, ok. Các số hoạt động tốt các bạn nhé. Đây chỉ là mát các bạn ạ. Các bạn mua thì hãy liên hệ về bên Điện máy Minh Khoa nhé. Số điện thoại là 0965 014 333 các bạn nhé. Các bạn mà mua thì mình để cho con này 3 triệu các bạn nhé. 3 triệu em Mitsubishi này nhé. Các bạn xem kỹ. Đấy, đến các bạn có thể đến nhà mình cửa hàng để xem. Đấy, ưng thì các bạn đem về. Ok. Điện máy Minh Khoa xin được chào và hẹn gặp lại quý vị nhá. Tắt. Ok. Xin chào quý vị nhá.